môi giới theo kiểu xem. Tần Nguyễn quá một tá em không tin. Môi giới bất động sản, tôi nói với anh em, môi giới bây giờ phải môi giới online. Môi giới bất động sản mà môi giới theo kiểu truyền thống, mở một cái tiệm xong bắt đầu là gọi là ở đây có giao dịch đất đai, mẹ loại đó bây giờ đối chói một. Cái loại mà cò bất động sản, mà cò theo kiểu truyền thống, để một cái bảng nhà đất xong là ngồi bắt đầu đánh cờ với nhau, bao bắt đầu đánh cờ đánh bài, đợi cho khách đến để giao dịch đất đai. Tôi nói thật với anh em, loại đó thời đại nó thay đổi rất nhanh. Trong khi mày còn đang đợi mà không biết ngày nào mới bán được đất, mẹ chúng nó mặc quần đùi bán đất trên TikTok này. Sống được, mày còn đang không biết làm sao để tồn tại được. Mày còn đang chửi gọi là suy thoái, chửi khủng hoảng, rồi chửi tham nhũng, rồi chửi papa, rồi chửi hết cho xã hội. Tại sao mày khổ? Thì chúng nó mỗi ngày đã kiếm hàng trăm triệu từ bán đất online. Đất bây giờ cũng phải bán online.